tới nơi rồi. Anh yêu ở ngoài trời em, bên này công tử khá giả, ở với mẹ kế. Hắn thích em lắm, kiểu gì cũng kiếm được ít qua cát. Em vào đi. Mẹ ơi, bạn gái con tới chơi. Mẹ anh. À, bà bị cầm. Khổ thân bác. Không hẳn đâu. Con đi đâu? Giờ mới về. Dạ, con đi học thêm. Huy à, con có biết nói dối là sẽ bị mắc tiếng không? Dì ơi, con sai rồi. Dì ơi, mẹ con đâu? Mẹ con đi nước ngoài rồi. Mày hỏi bà ấy làm gì? Dì có biết nói dối sẽ bị mất tiếng không? À, em có yêu một mình anh không?